Kính thưa quý vị, các nhà hoạt động xã hội Philippines biểu tình yêu cầu chấm dứt các cuộc săn bắt cá heo, tin từ Manila. Một nhóm bảo vệ loài cá heo tại Philippines biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản nhằm để phản đối và yêu cầu chấm dứt các chương trình đánh bắt loài cá heo cung cấp cho thị trường tiêu thụ trên thế giới. Theo tài liệu được công bố, ngôi làng Taichi, Nhật Bản trở nên nổi tiếng và có những cuộc săn bắt loài cá heo truyền thống với cái tên gọi là The Cove. Tài liệu truyền thống này thắng giải Oscar Document vào năm 2009. Hơn 24 cư dân tại thủ đô Manila tay cầm biểu ngữ, hô hào và la hét trước Đại sứ quán Nhật Bản, khẩn cấp kêu gọi chính phủ có hành động can thiệp nhằm để chấm dứt những cuộc đánh bắt loài cá heo và cung cấp tới thị trường tiêu thụ. Theo con số thống kê, thì hàng ngàn cá heo bị giết hại mỗi năm. Theo trường nghiên cứu hàng hải Earth Island Institute, nhận định loài cá heo không phải là món cá tốt tới dân chúng tiêu thụ và thịt cá heo chứa hàm lượng mercury rất cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu thụ. Dân chúng Nhật Bản vốn có truyền thống săn bắt loài cá voi và cá heo. Các loài cá này đã trở thành món tiêu dùng rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Vẫn chưa có đạo luật quốc tế nào ban hành lệnh cấm săn bắt cá voi và cá heo trên thế giới. Dân chúng Manila biểu tình trước Đại sứ quán nhằm để kêu gọi chính phủ Nhật Bản ban hành đạo luật chấm dứt các cuộc săn bắt cá voi và cá heo truyền thống trên tại địa phương.